Chào bạn ạ, hôm nay mình mới nhận được cái tư cách lưu trú của vợ mình. Mình nộp tư cách lưu trú, xin tư cách lưu trú cho vợ mình từ ngày 28 tháng 5. Và hôm nay là ngày 28 tháng 6, đúng trong một tháng sau khi nộp hồ sơ thì mình đã nhận được cái tư cách lưu trú gửi về nhà. Rất là nhanh. Thì có nhiều bạn thì cũng có nhận được sớm hơn, có nhiều bạn thì nhận được muộn hơn. Tuy nhiên mình thấy một tháng là rất là nhanh rồi, nó tuyệt vời rồi. Nó phù hợp đúng như cái dự định của mình làm hồ sơ chạy tờ. Về các cái thủ tục mà chuẩn bị để mà làm cái hồ sơ xin tư cách lưu trú này thì các bạn trước đây thì mình cũng có hỏi rất nhiều bạn bè mình, tham khảo trên mạng các cái trang về bên Nhật này. Thì bạn bè mình cũng có nhiều người sinh học cùng lớp cũng đã sang bên này rồi, bảo lãnh vợ con sang bên này. Thì cũng có nhận được rất là nhiều thông tin hỗ trợ rất là nhiệt tình của các bạn đấy. Thì cũng có bạn đưa ra thông tin là thế này, các bạn đưa ra thông tin thế kia. Tuy nhiên thì mình có tổng hợp và chắt lọc lại thì mình có gộp lại thành một cái bản mà mình đã làm theo cái bản đấy và mình đã xin tư cách lưu trú thành công. Và chỉ sau một tháng rất là nhanh như thế thì mình muốn chia sẻ lại cho các bạn cái những cái thông tin đấy. Thì để đỡ về một số cái thông tin nó thừa, các bạn chuẩn bị nó mất công. Mình cũng đã chuẩn bị một vài cái mà nó thừa không phải dùng đến, lúc đến nộp thì không phải dùng đến. Thì đầu tiên, những cái đầu tiên mà mình chuẩn bị thì gồm hai phần. Một phần là chuẩn bị ở Nhật và thứ hai chuẩn bị ở Việt Nam, là dành cho người bảo lãnh và dành người được bảo lãnh nha các bạn. Thì đối với các bạn bảo lãnh đang ở Nhật thì các bạn phải chuẩn bị cho mình những thứ như sau. Đầu tiên, đấy là cái xác nhận làm việc. Xác nhận làm việc này thì các bạn cần báo với công ty tiếng là tôi muốn xin xác nhận làm việc. Thì công ty nó sẽ cục cho các bạn, xin in ra cục cho các bạn cái dấu là ông này là tên tuổi là gì, ngày tháng sinh năm sinh bao nhiêu, từ đến từ đâu và đang làm việc tại công ty với cái nhiệm vụ gì và mức lương như thế nào. Đấy, có chỗ thì ghi mức lương, chỗ thì không, chỗ mình thì không ghi mức lương. Thì tuy nhiên thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn nên báo trước với công ty. Như mình là mình báo với công ty trước tầm một tháng. Thì đến thời điểm này tôi có dự định là tôi nộp hồ sơ để cho vợ tôi sang bên này cùng, thì mong công giúp đỡ. Thì các bác ấy cũng rất là nhiệt tình, các bác ấy ok luôn. Các bác ấy lúc đầu thì các bác cứ nghĩ là công ty phải bảo lãnh, nhưng sau đấy mình giải thích là cái này tôi bảo lãnh theo tư cách đoàn tụ gia đình của tôi, thì các bác ấy ok, không vấn đề gì cả. Thì các bác ấy cũng bảo là sau khi mà xong ok thì các bác ấy sẽ hỗ trợ mình cái việc tìm nhà cửa gần công ty để ở đây cho thuận tiện đi làm hay vợ chồng này. Rồi xin công việc cho vợ, có thể hỗ trợ tìm xin công việc cho vợ để làm gần này luôn cho tiện. Thì mình thấy thế rất là tuyệt vời, rất là may mắn, được các bác rất là tốt bụng. Đấy, đầu tiên là cái xác nhận làm việc. Thì bạn mình cũng có người bảo lãnh, nhưng đến lúc gần bảo lãnh theo dự định của mình, theo dự định của bạn đấy, thì bảo lãnh thì báo công ty thì công ty đã không cho cái giấy đấy. Vì một số công ty nó không tốt, nó không cho cái giấy đấy. Nó bảo là chật tay này, chật tay không được. Thì không cho cái giấy và như thế là không thể làm bảo lãnh được. Rồi thứ hai nữa, cái lúc mà các bạn xin cái giấy này thì cái giấy xác nhận làm việc thì gọi là giai số cử số mê sổ ấy, cái chứng nhận tại chức ấy. Thì đang làm việc các bạn ấy, các bạn chú ý cái tên nó. Cái thứ hai nữa là cái bảng tổng hợp bảng lương Chinkin Daicho. Chinkin Daicho này thì là cái tổng hợp bảng lương từ của từng năm, và nếu mà đang ở giữa năm thì là từ đầu năm đến giữa năm này là lương như thế nào. Thì đối với kỹ sư thì mức lương 18 man trở lên thì các bạn đã đủ điều kiện, hoàn toàn là đủ điều kiện để bảo lãnh vợ con sang bên này theo dạng đoàn tụ gia đình. Nên các bạn cần xin cái bảng lương, và trong đấy có gồm chi tiết các lương của các bạn bao nhiêu, khoản trừ là bao nhiêu rồi. Thì các bạn có thể xin tổng hợp vào một tờ A3. Mình công ty chắc ăn thì công ty mình xin vào tờ A3, công ty in luôn cho một tờ A4 nữa. Lúc nộp thì mình nộp luôn hai cái, thì bên nhân viên người ta cũng thu hai cái luôn, người ta cũng không có ý kiến gì. Thông tin không của xuất nhập cảnh các bạn. Thứ ba là cái các loại xác nhận đóng thuế. Xác nhận đóng thuế này thì nó có hai cái, một là xác nhận đóng thuế của bạn và hai nữa là cái kết quả đóng thuế còn trong những cái thời gian trước. Tuy nhiên thì đối với những người mà đã ở Nhật quá một năm thì mới xin được hai giấy này. Nhưng mình thì thời điểm mình làm giấy tờ này là mình đến Nhật được 6 tháng. Thì mình làm hồ sơ thì lúc mà lên xin ra cửa sổ để xin cái giấy xác nhận đóng thuế và kết quả nộp thuế thì họ bảo là đối với những người chưa được một năm thì cái giấy này không in ra được.
thì trên mạng cũng có người bảo là cứ xin ra rồi xin ghi vào đấy là không đồng, nhưng họ bảo là không không cho, không là không không ghi ra được. Thì ok, đấy là ba cái, bốn cái, nhưng mà đối với những người chưa đầy một năm thì chỉ mới hai cái thôi. Rồi cái thứ ba nữa là cái một copy một cái thẻ ngoại kiều, rồi thẻ gia sư cá độ của các bạn ạ. Thì các bạn lúc đi nộp các bạn phải có một tờ copy ở này và một cái bản gốc mình kèm mang trong người để đi để đối chiếu. Để đối chiếu xong họ sẽ trả cho mình luôn. Và cái thứ tư nữa là cái copy hộ chiếu của mình. Copy hộ chiếu của mình thì cũng cần một bản copy ở một bản gốc. Lúc đi nộp thì họ sẽ xác nhận bản gốc xong thì họ sẽ trả cho mình luôn. Đó là bốn cái. Cái thứ năm là cái xác nhận cư trú tại địa phương mình đang ở. Cái này thì như Vinhomes các bạn xin ở Sida cửa sổ mình đang sống, thì ở chỗ mình thì xin là mất 250 yên một tờ, còn tùy vùng khác nhau thì có mức giá nó khác nhau thì nó cũng không chênh lệch nhau là mấy. Và cái thứ sáu là cái một cái phong bì và con tem, cái này mua con mini. Thì lúc mình đi nộp thì mình có mua một cái sẵn trước ở con mini to quá, thì lên ở cục xuất nhập cảnh thì họ có ghi cho một cái tờ giấy nhỏ, trong đấy có ghi tên cái phong bì nào cần mua này, giá bao nhiêu tiền và con tem là bao nhiêu tiền. Thì vì ở mỗi cái cục xuất nhập cảnh thì ở đấy có một cửa hàng tiện lợi, thì trong đấy mình mua và đưa ra thì họ sẽ đưa cho mình luôn, chỉ 390 yên thôi. Thì các bạn không phải yên tâm, không phải lo về cái khoản phong bì này. Và cái thứ bảy nữa là cái đơn xin tư cách lưu trú. Đơn xin tư cách lưu trú này thì các bạn sẽ in trên mạng, tí mình sẽ để cái link cho các bạn lấy về. Và cái mục số 11 thì cái bộ đơn này thì nó có gồm có 3 tờ mình cần phải ghi và một tờ in sẵn mình không cần phải ghi. Đây có hai loại là một bản PDF, một thứ hai là bản Excel. Thì các bạn có thể đánh máy luôn trực tiếp và in ra. Mình thì mình ghi bằng tay, thì như thế thì có thể là theo quan điểm của mình thôi, thì nó thể hiện cái mong muốn của mình hơn là mình in sẵn, cũng tùy các bạn có in ra cũng không vấn đề gì cả. Đấy là 6 cái 7 cái mà mình phải chuẩn bị ở Nhật. Còn ở Việt Nam thì người được bảo lãnh thì phải chuẩn bị những cái gì, thì các bạn chuẩn bị cho mình những giấy tờ như sau. Đầu tiên là đối với bảo lãnh vợ thì các bạn phải chuẩn bị cho mình cái hộ chiếu, tất nhiên là còn kỳ hạn và còn càng nhiều thì càng tốt. Hộ chiếu có và cái thứ hai nữa là cái xác nhận đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn này thì phải có dịch thuật và công chứng của cơ quan được ủy quyền, công chứng của cơ quan chức năng. Và thứ ba nữa là một cái ảnh 3x4, càng sớm thì cũng càng sớm càng tốt, mà ít nhất là phải 3 tháng đổ lại. Đấy thì để lúc mà các bạn dán cái ảnh đấy vào cái đơn xin tư cách lưu trú ấy, thì lúc đi nộp thì sẽ đưa cho họ luôn, dán vào đấy luôn và nộp cho họ. Đấy là đấy những cái cần phải chuẩn bị. Mình xin tổng hợp lại 7 cái mà mình cần, 8 cái nhưng mà gộp thành 7 cái được. Thứ nhất là đơn xin tư cách lưu trú và có dán ảnh 3x4. Thứ hai nữa là hộ chiếu của mình và hộ chiếu của vợ. Cái thứ ba là cái xác nhận dân sự xác nhận cư trú của mình Jimmy. Cái thứ tư là xác nhận làm việc ra số cử số mê sổ đấy. Và thứ năm là bảng tổng hợp lương xin kim đai trồ. Cái thứ sáu là cái đăng ký kết hôn có dịch thuật và công chứng. Và cái thứ bảy là cái phong bì, để lúc mà xong thì họ sẽ gửi vào trong bì để mình ghi sẵn địa chỉ của mình là tên tuổi số điện thoại số nhà, lúc xong người ta sẽ gửi về cho mình. Đấy là 7 cái cần thiết phải nộp, và mình đã làm những cái như thế, mình nộp thì đã nhận được cái tư cách lưu trú nhanh và suôn sẻ không có vấn đề gì. Thì các bạn nếu bạn làm theo thì các bạn cũng sẽ đạt được cái kết quả tốt thôi, mình nghĩ là không có vấn đề gì cả. Ngoài ra thì cũng có một số bạn đã tư vấn giúp đỡ cho mình, thì cũng có một số cái mình thấy nó không cần thiết. Ví dụ cái đầu tiên, quá trình quen biết của hai vợ chồng trước đây, mình thấy cái đấy là cái không có giá trị gì, không có ý nghĩa gì cả. Vì sao? Vì khi các bạn đã được cơ quan chức năng xác nhận cho các bạn là vợ chồng thì các bạn không cần quen biết trước thì các bạn cũng thành vợ chồng. Còn những người có thể quen biết rất là lâu nhưng các bạn không có đăng ký kết hôn thì họ cũng không phải là vợ chồng, thì có thể cũng không nói đến ý nghĩa gì cả. Đấy. Thứ hai nữa là cái
ảnh chụp chung giữa hai vợ chồng, như là ảnh cưới hay là ảnh gì đấy, thì mình cái đấy mình cũng không, mình cũng có chuẩn bị gửi in ở Việt Nam và gửi sang luôn kèm với cái hộ chiếu cũng như là các cái kỹ hôn đấy. Tuy nhiên thì cũng cái đấy lúc mình nộp cũng không cần thiết, đấy là hai cái mình không cần thiết. Cái thứ ba là xác minh tài chính, thì rất nhiều cái trang web cũng như là nhiều người có gợi ý là trong tài khoản của mình có 100 man tương đương khoảng 200 triệu, hơn 200 triệu tiền Việt Nam. Để đồng tiền xã rất là lớn đối với những người mới sang chưa đầy một năm. Thì cái đấy mình cũng không cần thiết làm gì cả. Vì trong cái bảng lương của mình thì đã ghi thông tin chi tiết là các bạn có lương bao nhiêu, hàng tháng là bao nhiêu, tổng hợp của lương các bạn là bao nhiêu. Và đối với 18 man một tháng thì các bạn đã đủ cái quyền là bảo lãnh rồi. Nên là cái số dư tài khoản các bạn không cần. Đấy, ba cái không cần thiết các bạn bỏ qua cho mình, cái đấy không cần thiết. Ok, thì đấy là tất cả những cái thứ mà mình phần cần phải chuẩn bị để bảo lãnh, làm thủ tục bảo lãnh vợ con sang Nhật. À, ngoài ra thì đấy là chỉ là bảo lãnh vợ thôi, còn nếu bảo lãnh con thì các bạn phải có thêm một cái nữa là cái khai sinh của con và cái hộ sổ hộ khẩu thì cũng phải dịch thuật công chứng, đấy là hết. Đúng, cũng như là cái ảnh thôi. Thì đấy là tất cả những cái thứ cần mình chuẩn bị. Chúc các bạn có được cái kết quả mà xin tư cách lưu trú để bảo lãnh vợ con sang đoàn tụ gia đình sớm nhất và tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.